Được đó. Bánh dừa tráng gà Ăn được ha. ăn cũng được, nhưng mà nó không có giống cái bánh bữa hổm mà thầy Tứ Lâm mua đâu nha. Tứ Nhưng mà anh Lâm thích ăn mua loại nào hơn? cái kia ngon, cái kia ngon hơn. Cái kia để anh về chiều nay anh đi qua đường Bùi Thị Xuân ở gần nhà anh á, ở trên Tân Định, ở Tân Bình á, có làm một ở đó. Trời ơi, cái này anh biết nó nằm đâu Ở không? đâu? Ở đầu đường Kỳ Đồng luôn, ngay cái chỗ quẹo xuống Kỳ Đồng á, ở trên cái đường gì quẹo xuống Kỳ Đồng xíu, ngay ngã ba đó luôn, nhà bả bán cái sọc quần áo trước nhà. Anh nhìn nhìn Cái ngay ngã gì ngay ngã tư đó, à, nhìn qua bên đây biết rồi, cái chỗ đó biết ai không? Chỗ này Tú Lâm mua đó phải đúng không? rồi, Chỗ đó là em của bên à, vợ của đúng Trúc rồi anh biết, nhưng đúng mà rồi đúng rồi. muốn ăn chỗ khác, ăn chỗ À, khác cho coi nó như thế nào, còn hiểu mọi không? người muốn ăn đây thì để Bữa nay ngay thì cho cũng được, người cũng mọi người ngon, nhưng coi mà nè. nay thì cũng được thôi, Nhưng nó mà ngon nếu mà lắm. tính ra 60.000 mắc, nhưng mà cũng ngon. Kể đi, có hộp này nè, rồi tem mà nó vô nữa. Vậy Buổi thôi. trưa ngày hôm nay thì kiếm gì quay quay kiếm Cái gì gì quay quay em đang quay đó. à, với quay gì à, có chuyện hôm qua, chào các con trước nha. À, chiều hôm qua má đi bán về, má mới ghé qua bên số 5 Đoàn Thị Điểm, thì má ghé vô đó, thì má vừa ghé thì trước đó 5 phút thì Hồng Loan với lại mấy đứa nhỏ nó về bên nội, thì vô đó gặp bùng bùm. Cái nó bác đi vô đây, bác đốt nhang cho bác năm con, thì bụng bơm mới vô theo, thấy thương lắm. Một tay khai trương quán hủ tiếu ở gần nhà mình, đường Phan Đăng Lưu luôn. Anh chiều về anh đặt mâm cho nó, bữa đó anh chạy qua sáng một tay, Mua mấy bịch về. chạy qua coi như là khai trương cho cháu. Cái ngày hôm qua đó con biết không, đôi khi má nói ra đó thì đôi khi có một số tụi nó không có tin, nó nói là mỗi lần có chuyện thì má có báo nói là má nằm trên bao thấy cậu. Thì ngày hôm qua thì má qua má đốt nhang cho cậu, mà trước khi đốt nhang á thì má mới kể bùm bùm nghe. Bây giờ lâu lâu má ít khi má qua đốt nhang lắm, khi nào có chuyện gì đó thì má mới qua. Mà có biết ông ngộ lắm, mỗi một lần mà có chuyện gì xảy ra mà trong lòng nó buồn buồn á, thì đêm nó mới nằm nó thấy cậu, mà hầu như thấy cậu là hoàn toàn là lúc sáng, là lúc những cái giấc ngủ của má là khoảng 5 giờ. Má ít khi nào má giật mình 5 giờ lắm, mà hãy má giật mình 5 giờ là má ráng ngủ lại là chiêm bao má kéo dài luôn. Mà lần nào chiêm bao má kéo dài dữ lắm, chứ không phải chiêm bao thấy thoáng. Thì má mới kể bùm bùm nghe. Bùm bùm hỏi má, má có kể chị Lo nghe chưa? Nó chưa, bác chưa. Má không có kể, bác không có kể. Tại vì lên con biết ông tới thì má thấy là đúng rồi, má nằm trên bao đó là thấy cậu mặc áo đó luôn, áo một cái hình ở trên bàn thờ bây giờ. Thì má thấy Hoàng Vinh luôn, thấy hai người. Thì cái đó là má đi hát chung với cậu, với Hoàng Vinh luôn. Cũng như mà cái thời má đi hát, má chưa có mở cửa hàng á, mà Hoàng Vinh với cậu mà đi miền Tây diễn á, 4 ngày 5 ngày đó là má đi theo. Mà không phải một mình má đi theo đâu, có bạn bè má đi theo nữa. Mấy em đó cũng khoảng tầm hai mấy 30 để đi theo bảo vệ cậu, đưa cậu vô đoàn này kia nọ, những cái đoàn hát đôi khi không có nhân sự đông. Thì cậu với Hoàng Vinh rủ má đi mua đồ ăn, đi ra cái chợ đó. Nhưng mà má leo lên cái chiếc xe đó là chiếc xe lam, mà chiếc xe lam đó thì má lên ngồi rồi mà má nói ủa tài xế đâu rồi. Thì Hoàng Vinh với cậu nói xe này khỏi tài xế, xe lam. Cái má mới nói ông đừng nói giỡn cho ông, xe mà ông có tài xế sao mà chạy. Ông nói cái xe này ngộ lắm, tự nó chạy mà thích đâu đi tới đó. Cái má cũng đi đi, mà con biết đi con đường đó coi như miền Tây, thì má cũng nhớ là được vô những cái khoảng ruộng đồng này kia nọ nè, đi thì cũng hơi xa xa. Thì tới đó thì má thấy cái chợ nhóm, nhưng mà chỉ có cái nhà cô đó thì cũng mái tôn, mà cái dạng như dưới quê mình đó, bán đồ thì để im kệ kệ, chứ không phải mà như bây giờ mà sang trọng quý phái gì trơn á. Thì cậu bước vô thì má thấy cậu mua chao với mua tương, thì má đứng ở ngoài má thấy cái rổ bự lắm. Cái rổ đó mà cái trái nó nâu 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 nâu, mà trong giấc chim bao đó thì má mới hỏi cái cô đó là cái trái gì.
có ăn được không? Thì cô đó nói là có trái salad. Thì anh mới nhớ kịch bữa hổm ở trên đi bên Hai Thái Lan đó, thì cái trái salad thì má biết nó đen thù lùa, nó nâu 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 nâu, nó tròn bự lắm. Thì cậu mua xong thì má với cậu với Hoàng Vinh lên xe đi về cái chỗ diễn. Thì má nhớ cái một dãy nhà để cho nghệ sĩ ở. Thì Hoàng Vinh với lại cậu vô trước, má vô sau. Thì khi má vô á là không có thấy Hoàng Vinh. Thì má vừa bước vô á thì thấy cái người đứng là mặc bộ đồ của cậu, nhưng mà không có thấy cái người. có đồ không? Bộ đồ được vẫn đứng lên, cái bộ đồ vẫn đứng lên mà vẫn hoạt động, vẫn nhúc nhích, nhưng mà không có người. Mà con biết tại vì tánh má thì má không có sợ vấn đề ma hay là gì hết trơn á. Thì má mới bước vô má xem. Thì má tới gần á thì tự cái bộ đồ nó rủ xuống. Thì trong bụng má biết là đó là cậu về cho má thấy. Mà má còn nhớ vấn đề trong cái tư tưởng má là khi mà mình thấy người đã khuất mà cho mình thấy, mà mình nói ủa, mình hỏi hoặc mình nói ủa tại sao mất rồi mà còn về đây, thì vĩnh viễn không bao giờ thấy nữa. Thì má bước vô má tính lại gần đó má coi tại như thế nào. Thì má vừa lại gần đó thì cái bộ đồ nó rủ xuống, coi như là rớt xuống Rơi hết xuống giống như trong phim vậy như đó. trong phim vậy đó. Thì má giật mình thức dậy lúc đó là cũng 7 giờ mấy. Ngày hôm qua má có kể cho với là một cô trên cộng đồng mạng, tại vì cô đó nói má ơi cái chuyện này thì má đừng có buồn cái kia nọ. Thì má cũng có tâm sự trên, má nhắn tin qua lại với cô đó, má nói buồn cho con chứ bây giờ cậu đã mất gì rồi mà cứ chuyện này chuyện kia hoài. Mà cái chuyện là quan trọng nhất là cái bàn thờ không nên nói nữa. Với lại có con số từ sáng giờ thì nói chung ra thì những người cộng đồng mạng đó đều yêu thương cậu, yêu thương Hồng Loan, cũng quan tâm đến gia đình. Thì nói với má rằng là thôi coi như là kêu về Hồng Loan là trả lại những cái đó gì của những người mua cho đó. Nhưng mà con biết không có được, cái bàn thờ mà đâu phải mà mình muốn thay là mình thay. Nhưng mà cái chuyện đã qua rồi, má cũng có hỏi nãy với nó thôi qua rồi thì thôi đừng có nhắc tới nhắc luôn cái chuyện bàn thờ nữa, nó không có tốt. Với lại má cũng có nói với Hồng Loan thôi từ là sắp tới là ai muốn nói gì đó nói, nhưng mà cần nhất những cái phần mà thì má cũng có nói với Hồng Loan là thôi đừng nói tới nó lui và có đề bàn thờ nữa là không có nên. Không biết ông có chuyện như thế này gì đó mà cứ không có đáng đâu ra hết trơn á, mà cứ nói ra nói vô hoài. Nhưng mà thật sự ra mắt cũng không hiểu, cứ lôi mấy cái đó đâu có nên đâu con. Khi mà mình làm có cái tâm mình làm cho ba mình thì không nên nói. Thấy cũng buồn chứ thật sự ra cũng buồn lắm. Mà ngồi con mỗi một lần má buồn buồn á thì nằm là thấy cậu. Với hồi tối hôm qua là coi như là chị ba anh hát xong rồi là có tâm sự với má. Thì nói chung chị ba nó biết má cũng buồn trong cái vấn đề cái bàn thờ này, thật sự ra là không có đáng. Thì chị ba sợ má cũng lo, chị ba mới nói một câu thế này: má ơi con nói mẫu hậu, con nói mẫu hậu nghe nè, cuộc đời của con á là gắn liền với ba con. Ba con ra đi rồi con gắn liền với lại ông móm, với em con tới ngày con nhắm mắt. Mẫu hậu an tâm, với ai không biết mà với riêng con là không có bao giờ mà con bỏ em con hết. Con thương em con, lo cho em con tới ngày con nhắm mắt luôn. Thì con biết cái đó nói ra thì má biết là má, chị ba nó không nói má cũng hiểu, tại vì má người lớn mà cái gì má cũng hiểu biết trước hết trơn, phải là má không biết nhưng mà má không nói thôi. Cái gì người ta làm thật tâm hay không thật tâm má đều biết hết. Nhưng mà tính của má con cái là má quảng đại lắm. Có một câu là má nghĩ rằng là người ta thay đổi, người ta ăn năn. Thành thử ra mình không có vội vàng, con biết không? Mình không có vội vàng mà
khi mà người ta làm cái thời gian trước người ta không tốt, chẳng lẽ suốt cuộc đời người ta không tốt, đôi khi người ta thay đổi sao, thì mình vẫn để cho cơ hội người ta thay đổi để đi nhìn mình nhìn. Còn cái chuyện mà ta có thay đổi thật sự hay không là tự ta biết, chứ mình đâu có biết được, mình đâu có phải là thần thánh gì mình soi trong cái tư tưởng ta được. Nhưng mà con cái là ông trời cũng công bằng lắm con, làm không đúng thì thời gian nó sẽ lòi ra thôi. Cái kim nhét trong cái bọc lâu cỡ nào nó cũng lòi ra, là nó như vậy. Thứ ngày hôm qua nay thì thật sự ra thì má cũng thấy buồn buồn, mà không, má không phải buồn cái chuyện mà bu bơ đó đâu, má buồn là buồn riêng cho cậu, cho cô nghệ sĩ. Mấy chuyện không có đáng mà họ cố tình họ làm cho nó rần 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 lên, thì má thấy thật sự là buồn lắm, mà má cũng không muốn nói, mà mỗi lần má buồn á là má nằm trên bao má thấy cậu. Cái chuyện đời nó ngộ quá, người ta nó thay đổi nhanh quá. Còn chị ba nó thì cộng đồng mạng thì không có hài lòng cái câu là anh hai, mà vĩnh viễn là anh hai. Cái câu đó thì con nó thì lúc nào nó cũng muốn hòa bình, nó cũng muốn suy nghĩ lại, người đó suy nghĩ lại như thế nào. Nhưng mà theo má nghĩ á, thì khó lắm, không có suy nghĩ lại đâu. Mà lại mà họ có bác có điện có nói con ơi, cho chị ba nó con ơi, theo tư tưởng con, suy nghĩ của con là như vậy, nhưng mà theo má là không phải là như vậy. Thì thôi, khi nào con có nói dù phân minh như thế nào đi nữa, chăng đi nữa đó, thì cái câu nói là vĩnh viễn là anh thì khó lắm. Thì con nói câu từ khác đi, con nói câu từ coi như là đúng là anh, nhưng mà có một cái anh làm sai hay là anh làm trúng, tự lăn lương tâm anh hiểu là gì được rồi. Chứ đôi khi mà luôn cả ruột rà mà còn nhỏ thì không nói gì, nhưng mà khi trưởng thành hết rồi á, năm mươi mấy tuổi, 60 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, mà đôi khi ruột rà mà đối xử với nhau không ra gì thì mình vẫn cắt được, mà cắt bằng cách êm đẹp. Cái đó là luật trời thôi, chứ chẳng lẽ bây giờ mình đâu phải vô tri vô giác đâu con, mà người ta đối xử với mình không tốt mà mình cứ coi người ta tốt với mình hoài là mình vô tri vô giác đó. Làm người mà đâu có phải như vậy được. Hồi sáng thì má cũng buồn buồn, má đăng status lên, mà thật sự má chủ trương từ xưa giờ của má đó là không có kẻ thù. Ví dụ cái người đó đối xử với má như thế nào, lúc lúc đó má có giận, nhưng má không có để tâm, má không có để tâm. Còn họ muốn thù má hay ghét má đó là quyền của họ, nhưng mà riêng cá nhân má, má không muốn thù ai hết đó. Là vì thù người ta rốt cuộc là mình là người mệt mỏi nhất đó, để trong tâm rồi căm hờn rồi ghét giận thì mình mệt, chứ ai mệt đâu. Ngủ cũng không ngon, nghĩ tới là tức, không ngon lành gì hết trơn á. Thì thôi, cái chuyện gì tánh của má đã qua rồi là qua, má không có nhớ lại. Má nói thật với con á, bây giờ mà họ cho người chửi má vậy, bây giờ nếu mà cái người đó mà gặp má ở ngoài đời mà cười kêu má, nói chuyện với má, má vẫn nói chuyện bình thường, má không có thái độ hoặc là không nói chuyện hoặc là cái gì đó mà không lịch sự. Tại vì má làm những cái đó không được. Cái cách phép lịch sự nhất á, dù cho người đó đối nghịch với mình thế nào, nhưng mà trước mặt mình, người ta đến với mình, người ta nói chuyện lịch sự thì mình phải đáp lại lịch sự, đó là nhân cách của má. Còn bên trong họ nghĩ má như thế nào đó là tùy người ta, tính má là như vậy. Bữa nay cũng trút tâm sự cho các con nghe, với lại cái chuyện mà má nằm trên bao thấy cậu. Mà con biết không, nếu khi má nói gì đôi khi các con thương má này, hiểu má được thì má con tin. Còn có một số khác người ta không đó, cái ông này cái bà này mỗi một lần có chuyện, cái dựng cái chuyện mà chim bao, có dựng cái chuyện chim bao để làm cái gì. Nhưng mà cậu cố nghệ sĩ là người rất linh thiêng. Ngày hôm hồi nãy ba sáng này ba má có điện cho Hồng Loan, Hồng Loan nó mấy ngày nay con lưu cúng cơm cho ba con, thì có ba con thấy một cái bóng đi ngang sau lưng con đó, mà con nhìn lại thì mất tiêu à. Thì
con nghĩ là chắc là ba con về đó. Mà từ hôm mà ba con mất tới giờ con mong để mà con nằm chiêm bao thấy ba con mà con không có thấy. Thì nó chắc có thể là ba của con sợ cho con thấy rồi con xúc động rồi con buồn nữa thì nên ba con không cho thấy. Còn má thì còn ba thì ba Linh biết má rất vững vàng từ hồi xưa tới giờ. Má vững vàng lắm. Má không có chao động con phải không? Má không có chao động. Đứa con nào má cũng đều biết tính hết trơn nhưng mà má muốn nói ra thôi. Rồi má chào các con nha buổi trưa.